ba củ của em đấy. Ba củ á? Anh mở em cái van phát, cái van đấy. To này. Biết hiểu lý do. Thay tổng hết rồi mà. Thay tổng rồi. Đợt em làm một lần nhỉ. Em làm một lần đấy ổn. Xong là được thời gian năm sau là bắt đầu lại đi tiếp. Ổn như này. Phanh tay quan không? Phanh tay con này á. Chuẩn luôn. Dạ vắt cự luôn nhé. Bác sĩ như kiểu phanh hơi lông tê. Dỗ nó nằm luôn. Hôm nào ở nhà anh hôm mưa lũ ấy, uống xong là lũ lụt luôn. Uống xong lũ lụt á? Lũ luôn. Tối hôm đấy về chưa về buổi sáng đánh được con cá. Thế là mấy đội bảo mẹ lâu lắm tôi chưa ăn cá nhà mày, xem thử ngon hay ngọt hay kiểu gì đắng hay chát. Em hôm trước uống mỗi người thôi mà ba người, mỗi người 3 lít luôn. 3 lít thì cũng là ngâm rượu trong người.
Chết đó. Được nhịn rồi. Hôm sau đã ốm luôn. À cái hôm anh gọi bảo đi làm đấy không đi được đấy phải không? Ừ. Cũng là gọi như con này sao nhỉ? Con này. Gọi điện con gái nghe điện thoại. Con vẫn đang còn trang điểm trên giường. Điện nói phết. Không Abidan, nhưng mà dạo này em cảm nhận được tầm 2 năm nay của họ cực kỳ yếu. Bây giờ cứ tầm 3 bữa bia liên tục là y rằng ăn đòn luôn. Là sốt này. Là sốt luôn. Nó xương cổ cảm tưởng như kiểu một cái u anh ạ. Thế là Abidan. Em sợ. Viêm Abidan đúng anh rồi. Không nốc em phải dùng kháng sinh liều cao mới đỡ được. Nhờ may mấy hôm nay em cũng nhưng mà sau đợt lũ thì nhiều việc mà biết có lại lao vào cả dân lao vào cả đủ vật liệu xây dựng đồ ra cũng quá nhiều lắm. Nhưng mà không đi với vá nhỉ? Đây, một cái. Đây, đây, đây. Thông tin. Những người đúng tội đúng thời điểm. Mấy ngày anh nhỉ? Anh mất 3 ngày. 4 ngày. Bắt được đống cá tô mang về cho là mấy đội ông giáp bù đi. 3-4 anh em mà hôm thì luộc, hôm thì rán. Hôm nấu cay chua. Ngon rồi. Cả... Đây giờ có người đi câu này. Đấy. Nhưng mà cá bây giờ không nên ăn được nhá. Sao? Những gì? Gì? Là ở về ạ. Bây giờ đừng có nên mua, là tốt nhất là ăn phố phát thì đáng cái gì đúng không? Tiền mua được quá người đâu. Con người con của. Bây giờ bên Yên Bái những cái đồi chi kia đang nứt lở đấy. Đấy. Nó nứt xong rồi không đang di chuyển bớt gì. Nó biết nó đi lánh sao ấy. Không phải biết đi lánh mà là ăn cơm nhà ông bác. Đây là làng khác. Số đây nhỉ. Thế là đêm hôm đấy đi là sao? Đi về không còn gì để mà nói nữa. Thật sự là cũng may mắn cho họ. Ở chỗ đấy tí bảo là từ có mấy vụ động đất nha anh. Ừ, nó bị dạn nứt địa chất rồi. Chính xác đấy. Nó bị dạn nứt địa chất. Chứ mình có sạt lở mấy thì sao mình là vậy đó. Cái đội miền Nam nó ra con kia đang làm việc phát nghe thông tin là lũ lụt bay luôn đấy. Bay luôn về đây mà mang trong túi chỉ mang mỗi 2 bộ quần áo đi về sốt ruột. Nhà dân có tiền thôi, nhà anh em mình không có tiền có bay cút. Ở yên một chỗ còn chia lành, nó đi đâu? Đi đâu? Thì sao nó mất của nó anh ạ nhỉ? Ừ, nguyên bản đấy. Xong rồi yếm. Rồi anh yên tâm, mấy bữa nữa hết nguyên bản. Không, hết năm nay. Ừ. Chạy chưa gì hết bảo hành như thế.
Hết bảo hành chưa? Hết bảo hành được à? Gần hết. Bảo hành máy móc động cơ đấy chứ. Ừ, động cơ nó vẫn lên, nó kiểm tra liên tục á. Lên kiểm tra cả. Nhưng con này nhá, sáng sớm ra lúc nào phải bơm dầu là thế nào? Bơm tay ấy. Nó bị mất áp suất. Tụt. Dầu tụt liên tục. Sáng nó loạn. Kia vừa làm máy xong được gần năm thì đã bán. Con đấy khỏe như dây. Con này máy chưa tròn đâu. Đây này, ví dụ như cục đất kia, con đấy chỉ một cầu nó đẩy đi thôi. Nhưng con này phải 3-4 cầu mới đẩy. Máy nó chưa tròn.
vào đây. Xong rồi. Nó xịt lọc ra nhá. Nó mang ra bình thôi, nó xịt bốn phiên nữa. Từ giờ đến tối á, cũng vẫn cái nhà đây, cái nhà gì mà qua dưới đấy chứ, qua cái xăng xuống rồi xúc cái gì. Thank you.